Lộc Lạ Đầu Xuân là một trong các phim Tết hấp dẫn trên sóng HTV dịp Tết Mậu Tuất 2018. Phim sẽ lên sóng vào 22 giờ trên kênh HTV9 từ ngày 16 tháng 2, tức mùng 1 Tết. Ông Nam Kali về nước, bàng hoàng trước cảnh mảnh đất của ông trở nên nhếch nhác, hơi giấy bầy hầy lẫn trong tiếng nhạc nhạc chữ lộn của dân trọ. Dù cái Tết cận kề, ông vẫn ra sức đuổi đám người dập cư ra khỏi khu đất của mình. Đó chính là điểm khởi đầu cho bộ phim Lộc Lạ Đầu Xuân. Xuyên suốt phim sẽ là cuộc giằng co giữa ba tuyến nhân vật. Một là ông Năm Việt Kiều, chủ khu đất. Hai là băng Tám Thẹo và đàn em, vốn là những kẻ ngoài mặt thì giúp đỡ ông Năm đòi lại đất, nhưng thực chất lại đang âm mưu cướp khu đất về tay mình. Và ba là những người dân tứ xứ ở khu xóm trọ. Lộc Lạ Đầu Xuân là một món ăn tinh thần ý nghĩa cho khán giả đầu năm, bởi đây không chỉ là bộ phim hài hành động mà còn thấm nhuần những nhân văn cao cả. Sự nhân ái là một phẩm chất, nhưng đôi khi nó cũng cần những tác nhân đánh thức. Điều này đúng với ông Năm Kali. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong xóm trọ, nhất là hoàn cảnh cơ cực của những người tha phương cầu thực, một người khô cứng, giáo điều như ông Năm cũng phải thay đổi. Ông dần quay ngược trở lại để quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ họ. Nhưng quá trình này không được thực hiện dễ dàng. Tám Thẹo và đàn em luôn tìm cách để gây chia rẽ, hiểu lầm giữa ông Năm và người dân, bày mưu để tìm cách chiếm đoạt khu đất. Đây cũng được xem là bộ phim đầu tiên đề cập đến đối tượng chính là những người dân lao động tứ xứ, tập trung ở khu xóm trọ và khu chợ trời nhà ông Năm. Họ có những nỗi niềm, những ưu tư cần được giải bày và chia sẻ, nhất là dịp Tết đến xuân về. Cái Tết này của ông Năm và người dân tứ xứ khu chợ trời sẽ ra sao? Cuối cùng thì người dân có thể ở lại khu đất xóm trọ hay là phải rời đi? Kế hoạch của Tám Thiệu và đàn em có được thực hiện? Đón xem Lộc Lạ Đầu Xuân phát sóng lúc 22 giờ trên kênh HTV9 từ ngày 16 tháng 2, tức mùng 1 Tết.